chiều nhau với chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mang thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Kính chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trong trí nhớ đường thanh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Quá đáng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Xưa rồi, giờ đây khác ngày nào xưa rồi, chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, hôm nay lại quên mất tên đàn. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mình có đi thôi. Chúng ta hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Thank you.
điệp vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường, ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong xuân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Nhớ, nhớ những ngày nơi đây, cùng bạn bè sống dưới mái trường này. Nhớ, tiếng nói thầy cô, chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường, ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Màu mặt tơ ngây, tóc xóa buồn.
Yeah.
Môi
có còn gặp lại ngày cánh trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có một gã thơ ngọng nguyệt đến làm thơ. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trùng phương vi em cầm là tuổi tôi 18, vừa chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mà thêm lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ vẫn lặng lẽ đi về sớm chưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng
ngày qua em đêm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa? Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có thấy bao mùa lá rơi, thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các hội đồng môn khóa 1984-1993 đã trở về trong chương trình lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Vũ Toàn và Thu Hiền xin thay lời cho ban tổ chức trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể hội đầu môn lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào nồng nhiệt nhất. Chúc chương trình kỷ niệm 30 năm ngày ra trường của hội đồng môn khóa 1984-1993 trường tiểu học trung học Mỹ Tân diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, vậy là 30 năm đã xa trường, thời gian trôi đi thật nhanh. Mới đó mà nay tóc thầy cô đã bạc, trường đã là trường mới, ngôi trường thân yêu vẫn đọng mãi trong tiềm thức, với dáng cây phượng vĩ đang kích thích thời gian,
như chứng minh cho lứa tuổi học trò ngày ấy bồng bột khờ dại. Em đứng lặng góc sân trường đầy nắng, 30 năm trở lại với nơi này, mái trường xưa bao kỷ niệm còn đây, lời thầy cô và vòng tay bè bạn. Vâng, em chào thầy và kính cẩn chào cô. Hai thế hệ bây giờ ta gặp lại, nước mắt rơi trong nắng hè rực rỡ. Cảm ơn người con đò chảy ước mơ. Với những cậu học trò năm nào luôn nhớ về thầy cô, bạn bè, trường xưa lớp cũ. Ta còn gì sau bao năm phiêu lãng, trang vở hồng in bóng dáng thầy cô, tìm được mất phía thời gian loang lổ, nhận lại gì hay chỉ chút hư vô. Mái trường xưa Mỹ Tân thân yêu ơi, mà thầy cô luôn tâm huyết giảng dạy che chở yêu thương những người lái đò thầm lặng luôn tận tụy và dành dụng cả cuộc đời để đưa nữ khách qua sông, chắp cánh ước mơ trang bị hành trang kiến thức cho các cô cậu học trò vững bước vào đời để cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay. Vâng, với tình cảm đó, chương trình văn nghệ chào mừng những bài ca đi cùng năm tháng với chủ đề 30 năm ngày trở về hội ngộ và tri ân xin phép được bắt đầu. 30 năm ấy với bao nỗi nhớ, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ ghế đá hàng cây. Và để mở đầu cho chương trình văn nghệ hôm nay, kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn cùng quay về ký ức của tuổi học trò để tìm lại những kỷ niệm của mình với một liên khúc tình thơ Con đường đến trường do Top Ca trình bày. Xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn lắng nghe ạ. Đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, hình ảnh người thầy vẫn lặng lẽ đi sớm về trưa, từng giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy để đưa chúng em đến bước con đò ước mơ.
Dù năm tháng vô tình trôi mãi, thầy đã đến như muôn vàn tia nắng sáng soi trong cuộc đời với giai điệu những ca từ tha thiết chân tình. Xin mời quý vị đại biểu và thầy cô cùng các bạn lắng nghe ca khúc Người Thầy của nhạc sĩ Nguyễn Huy qua giọng ca của bạn Phan Hồng trình bày. Lời đầu tiên, em xin phép kính chúc các quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng tất cả các bạn lời chúc sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về
quê hương và mong muốn tìm lại người lái đò năm xưa. Bạn ấy là ca sĩ Kim Hoa. Cảm xúc đó bạn được thể hiện qua lời bài hát Neo Đậu Bến Quê. Xin mời ca sĩ Kim Hoa. Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới tất cả các thầy cô giáo và các bạn ạ. Hôm nay em rất vinh dự được về thăm lại trường và em xin góp vui một ca khúc Neo Đậu Bến Quê ạ. Tôi hẹn quê
Vâng, xin trân trọng cảm ơn bạn Kim Hoa. Vâng, kính thưa quý vị, nhạc sĩ Vũ Hoàng sẽ đưa chúng ta về với ký ức thật ngọt ngào, lãng mạn của tuổi học trò. Trong đó có những cánh phượng hồng đỏ thắm. Bài hát Phượng Hồng do ca sĩ Thanh Bình và Đỗ Thủy thể hiện. Như chiếc giò xanh đã trả lại hoa của em trả về của tôi đi đâu? Chương trình văn nghệ của chúng em còn rất là dài, sẽ đan xen trong các chương trình kỷ niệm
Ngay sau đây xin trân trọng quý vị đại biểu cùng các thầy cô giáo và các bạn ổn định trật tự, chỉnh đốn trang phục, đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ. Mời quý vị thầy cô và quý vị đại biểu an toàn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với bao nhiêu kỷ niệm. Thấm thoát đã 30 năm xa mái trường thân yêu, hôm nay chúng ta mới có dịp gặp mặt đông đủ cùng các thầy cô giáo kính yêu và các bạn học thân thiết thuở nào tại ngôi trường thân yêu này. Thay mặt cho toàn thể các thành viên khóa 1984-1993, em xin gửi tới các thầy, cô giáo, các vị đại biểu sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc nhất. Trong niềm vui hội ngộ hôm nay, chúng em xin kính chúc các thầy, các cô, các vị đại biểu luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn. Chúc cho buổi gặp mặt hôm nay thật nhiều niềm vui, bổ ích và ý nghĩa. Chúc cho tình bạn chúng ta ngày càng bền chặt và gắn bó. Kể từ ngày lớp chúng ta chia tay, các thầy, cô, bạn bè rời mái trường thân yêu, ấy đã trải qua 30 năm. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi khi chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung dưới mái trường thân yêu này. Mỗi năm hè đến, khi cánh phượng hồng đang rực nở, những hình ảnh tà áo trắng ngày xưa bất chợt lại dâng lên trong lòng ta mỗi nỗi niềm bồi hồi xúc động. Và cũng trong cảm xúc đó, chúng ta mong muốn được trở lại mái trường thân yêu. Và các bạn, hôm nay khóa 1984-1993 chúng ta tổ chức buổi họp mặt chính thức đúng 30 năm xa cách. Trong không khí trang trọng và xúc động này, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Vâng, đại biểu Ủy ban Nhân dân xã xin trân trọng giới thiệu ông Trần Ngọc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mỹ Tân. Ông Trần Viết Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Ông Nguyễn Hữu Nệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Tân. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía nhà trường, chúng em xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Công Hoan, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Mỹ Tân. Cô Lê Thị Hoàng Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Tân. Và đặc biệt, sự hiện diện của ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo là niềm mong đợi của tập thể học sinh khóa 1984-1993 của chúng em. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, và một tràng pháo tay thật lớn nữa dành cho chính chúng ta và có mặt trong ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, 30 năm ấy đã trôi qua, giờ đây chúng em muốn tìm về những năm tháng kỷ niệm dắt dìu nhau trong vòng tay yêu thương của tình thầy nghĩa bạn. Thấm thoát đã 30 năm trôi qua, người lái đò đã âm thầm đưa con thuyền trí tệ. Những người khách trên con thuyền đó chính thức là những cô cậu học trò đang hiện hữu tại mái trường thân yêu hôm nay. Đó là đàn chim đang cất cánh bay khắp nơi phương trời, mọi miền tổ quốc. Nay theo lời gọi của trái tim, đàn chim ấy đã cất cánh trở về đây, trở về để hội ngộ dưới mái trường cùng bạn xưa năm cũ, để trở về tri ân những người lái đò thầm lặng, trở về tiếp tục cùng kết đoàn phát triển. Và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và mời bạn Nguyễn Thị Trang, đại diện cho tập thể hội đồng môn khóa 1984-1993 lên đọc diễn văn kỷ niệm. Xin mời bạn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn, cựu học sinh niên khóa 1984-1993
1993 thân mến. Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi, thắm đượm tình cảm bạn bè, tình thầy trò, những cựu học sinh khóa 1984-1993 chúng em cũng không khỏi bồi hồi xúc động khi nhớ về một thời kỷ niệm xưa, nhớ về một thời cắp sách tới trường với bao ký ức còn đọng lại về thầy cô, mái trường và bạn bè thân yêu. Sau bao ngày tháng hồi hộp mong chờ thì ngày sum họp cũng đã đến. Trong giờ phút này, chúng em ai ai cũng ngập tràn hạnh phúc vì được gặp lại các thầy, các cô, được gặp lại bạn bè và được nhìn lại mái trường xưa. Lời đầu tiên, cho phép em thay mặt cho các bạn cựu học sinh khóa 1984-1993 xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc trường tiểu học và trung học cơ sở Mỹ Tân ngày càng khang trang, phát triển. Chúc buổi hội ngộ và tri ân của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn, cựu học sinh thân mến. Vậy là 30 năm trôi qua kể từ ngày khóa học sinh 1984-1993 chúng ta tạm biệt ngôi trường Mỹ Tân thân yêu để thực hiện những ước mơ, những hoài bão của mình. Chia tay nhau, chúng em như đàn chim tung cánh, mỗi người một nơi, một công việc, một cuộc sống riêng tư với bao bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật. Hôm nay trở lại mái trường xưa sau 30 năm xa cách, nhưng trong mỗi chúng em vẫn còn nguyện vẹn nguyên những cảm xúc lâng lâng khó tả, bao kỷ niệm về một thời cắp sách đến trường cứ ùa về. Có thầy giáo đã từng nói, mỗi con người trong suốt cuộc đời chắc ai cũng có một thời để nhớ nhung, để hoài vọng và cả một vùng đất để yêu thương, để quyến luyến. Vâng, 30 năm chúng em rời xa mái trường thân yêu của mình và hôm nay chúng em trở lại về với ký ức của thời đẹp nhất, trong sáng nhất của thời học sinh và chúng em càng tự hào hơn mình là cựu học sinh trường phổ thông cơ sở Mỹ Tân. Nhất tự vi sư, đáng tự vi sư, dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng làm sao đếm hết được công ơn người thầy. Có một nhà thơ đã nói, một dòng đời, một dòng sông, mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ, muốn qua sông phải có đò, đường đời muôn bước phải nhờ người đưa. Có ai đó đã ví thầy cô như người chèo đò, còn chúng em là những người khách qua sông. Khách qua sông rồi, người chèo đò vẫn miệt mài giữa đôi bờ, đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Và hôm nay thật vui mừng, những khách qua sông đã trở về bến đò xưa, bên cạnh người chèo đò lặng lẽ nhìn dấu ấn thời gian trên mái tóc đã bạc của thầy cô. Chúng em càng cảm nhận sâu sắc sự lớn lên của mình giữa cuộc đời bận rộn đầy lo toan. Mỗi khi nghĩ về thầy cô, về các bạn, về khoảng thời gian được học dưới mái trường này, lòng chúng em như ấm lại. Mái trường này, nơi chúng em đã được các thầy, các cô chắp cánh bao ước mơ, hoài bão của cuộc đời. Những cô cậu học trò nhút nhát năm nào đều đã được trưởng thành và đang sinh sống, công tác ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực trong cả nước và nước ngoài. Có các bạn giờ đây cũng đang tiếp bước thầy cô trong sự nghiệp chồng người. Dù làm gì, ở đâu thì hôm nay bỏ lại sau lưng tất cả những ưu tư hàng ngày, chúng em đã trở về đây để sum vầy trong ngôi trường Mỹ Tân với nhiều kỷ niệm. Giá có thể thêm một lần ngồi học thương nhớ này theo suốt đến mai sau. Vâng, dù tháng năm có trôi đi về đâu thì ta vẫn nhớ đến mái trường này, nhớ đến thầy cô, các bạn, bạn bè và ước ao gặp mặt để cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời học sinh. Kính thưa các thầy, các cô, thưa toàn thể các bạn, ngày ấy chia tay, trong hành trang mỗi chúng em là hình bóng của thầy cô và mái trường Mỹ Tân thân yêu, là tình thương yêu tha thiết của bạn bè. Hôm nay
Chúng em về đây thăm lại trường cũ. Trường bây giờ đã khác hơn xưa, đã có nhiều thay đổi, nhưng không ngăn nổi dòng ký ức đang tràn về. Từng gốc cây, từng góc sân trường, nhìn vào đâu cũng thấy kỷ niệm. Dù sống và làm việc ở đâu, chúng em vẫn luôn nhớ và dõi theo từng bước phát triển của trường, mong mỏi về một ngày hội ngộ. Buổi gặp mặt này là một kỷ niệm đẹp, đáng trân trọng trong hành trang cuộc đời của mỗi chúng em. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, chúng em biết rằng các vị đại biểu, các thầy, các cô cũng rất bận rộn với công việc, với gia đình, đường xá xa xôi. Một số thầy cô do sức khỏe không được tốt, nhưng các thầy, các cô đã quan tâm và dành nhiều tình cảm cho chúng em. Niềm vui của chúng em thực sự không được trọn vẹn vì có những thầy cô đã vĩnh viễn lìa xa chúng em. Chúng em xin dâng một nén tâm hương lên anh linh của thầy cô ấy như một lời tri ân dù có muộn màng. Trong giây phút này, chúng ta đồng cảm và chia sẻ những bạn đồng khóa của chúng ta cũng vì lý do riêng không thể hiện diện cùng chúng ta trong ngày vui hôm nay. Chúng ta có thể nói rằng dù có đi đâu, về đâu, chúng ta vẫn nhớ đến cùng nhau trong tình thương mến như một mối liên kết chan hòa, thỏa còn chung nhau một mái trường. Thay mặt cựu học sinh khóa 1984-1993, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo. Cùng chúng em xin cảm ơn lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Tân và Ban giám hiệu hai nhà trường tiểu học và trung học cơ sở Mỹ Tân đã tạo điều kiện cho chúng em tổ chức buổi gặp mặt ngày hôm nay. Thời gian ơi, xin dừng lại, đừng trôi, cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa, gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu. Một lần nữa, em xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo sức khỏe. Chúc các bạn có một ngày vui thật vui và thật ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn bạn Ngọc Trang. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy, cô giáo, thầy chính là những vì sao thắp sáng, là đèn đường soi rạng lối em đi, còn cô là người mẹ hiền phú quý mà trời dành để dạy dỗ chúng em. Em xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cô Phan Thị Ngọc Hồi có đôi lời phát biểu động viên tới thế hệ học trò chúng em. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Mỹ Tân. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý. Kính thưa các thầy các cô. Thưa các em học sinh niên khóa 1984-1993 thân mến. Trong không khí tưng bừng của mùa phượng nở, các em học sinh hội đồng môn cấp 12 xã Mỹ Tân niên khóa 1984-1993 long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày ra trường 1993-2023. Cô xin thay mặt cho các thầy cô giáo được các em mời về dự lễ hôm nay, trước hết xin kính chào và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền của địa phương, các đồng chí đại biểu khách quý, chúc sức khỏe các thầy các cô và các em học sinh thân mến. Thưa các đồng chí đại biểu, thưa các thầy các cô và các em, thời gian trôi nhanh như thoi đưa, nhưng với nhà trường 30 năm đã là một quãng đường lịch sử. Ngày đó thầy trò ta túng thiếu lắm, thiếu phòng học, thiếu bàn ghế, thiếu đồ dùng dạy và học. Đời sống của thầy trò ta gặp rất nhiều khó khăn. Song có một điều không thể thiếu được, đó là tinh thần trách nhiệm của người thầy giáo trong sự nghiệp giáo dục và ý thức học tập rèn luyện của các em học sinh thân yêu. Thầy trò ta đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt khẩu hiệu dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt. Vì thế chất lượng dạy và học của nhà trường đều đạt chỉ tiêu về văn hóa, đạo đức và các hoạt động khác. Nhà trường đạt danh hiệu tiên tiến. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa các thầy các cô và các em,
Hôm nay thầy trò và bạn bè được hội ngộ tại trường tiểu học Mỹ Tân. Nhìn cơ ngơi của nhà trường, chúng ta rất phấn khởi. Trường lớp khang trang, chuẩn quốc gia, đội ngũ thầy cô giáo trẻ khỏe, nhiệt huyết, chuyên môn vững vàng. Chúng ta tin tưởng rằng trường tiểu học nói riêng, ngành giáo dục xã nhà nói chung sẽ ngày càng phát triển, xứng tầm với các trường trong huyện. Thưa các quý vị, thưa các thầy, các cô và các em, thay mặt các thầy, các cô là khách mời, xin rất cảm ơn các em đồng môn cấp 1, cấp 2, niên khóa 1984-1993 đã tổ chức buổi lễ thật là long trọng. Buổi hội ngộ tràn ngập niềm vui đầy ý nghĩa. Cũng nhờ có buổi họp mặt hôm nay mà các thầy các cô nghỉ hưu quán thầy tới 30 năm nay, nay mới được gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng. Và một điều xúc động nữa, các thầy các cô tưởng tượng như hôm nay Hội đồng Giáo dục Mỹ Tân của cách đây 30 năm được tổ chức họp. Các thầy các cô rất cảm ơn. Kịch bản và việc tổ chức của các em thật tuyệt vời. Trước khi ngừng lời, tôi xin tặng các quý vị và các em bài thơ có tựa đề Nhớ Trường Xưa. Dung dinh phượng tắm nắng hè, dâm gian bản nhạc tiếng ve vọng về. Thảnh thơi nhớ tới trường quê, ngày xưa những buổi đi về nắng mưa. Thầy trò dạy học say sưa, trường đây lớp đó như vừa hôm qua. Học trò ngoan ngoãn nết na, bầy chim tung cánh gần xa xây đời. Trăm năm hạnh phúc chồng người, thầy cô tỏa sáng giữa trời đầy hoa. Xin kính chúc sức khỏe các quý vị, chúc sức khỏe các thầy, các cô và các em. Xin trân trọng cảm ơn. Nhưng trước khi về chỗ ngồi trật tự, cô xin phép được ôn lại cái giọng hát cách đây 30 năm của khè xem hôm nay nó thế nào. Xin ban tổ chức thông cảm nó khoảng độ 3-4 phút. Tóc dài buông thả ngang vai, phải người con gái phải người con gái mò cây bóng dừa tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre, con gái của Bến Tre năm xưa đi chung đàn lửa, đi nhớ nước lũ tràn về. Ơi những con mang dáng đứng bên tre lại.
Vâng, xin thành cảm ơn cô. Chúng em luôn ghi nhớ trái tim những gì lời chỉ bảo của thầy cô. Đó là động viên quý báu nhất theo chúng em trong suốt cuộc đời hành trình tiếp theo. Chỉ mong xin thời gian dừng lại, đừng trôi, cho chúng em khoanh tay cúi đầu lần nữa, gọi tiếng thầy với tất cả yêu thương. Thầy ơi, lòng sông sâu ngọn sào dài đo được, lòng người đưa đò ai đo được là bao. Để tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Y Lệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Tân và đại diện cho lãnh đạo địa phương bắt đầu lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Trước tiên thì thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, xin được gửi tới các thầy giáo, các cô giáo, các vị đại biểu và toàn thể các em đồng môn khóa 8493 lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các thầy giáo, kính thưa các cô giáo, thưa các vị đại biểu và thưa toàn thể các em. Tháng 7 là tháng tri ân với rất nhiều những niềm vui, nỗi nhớ, đặc biệt là sự tri ân với người có công với cách mạng. Hôm nay, hội đồng môn của trường cơ sở Mỹ Tân, một cái tên gọi rất thân thương, và sau 30 năm chúng ta tổ chức gặp mặt lại. Đây có lẽ là một hội đồng môn đầu tiên tổ chức được cả cấp 1 và cấp 2. Và chúng ta không những tri ân với người có công cách mạng mà chúng ta bày tỏ lòng tri ân với các thầy giáo, cô giáo, những người mà đưa chúng ta đến ước mơ và thành công. Chúng tôi nghĩ rằng việc tổ chức các em là hết sức có ý nghĩa. Ngoài việc gặp mặt vui mạnh, vui vẻ với nhau thì chúng ta cũng nên chia sẻ những kinh nghiệm, những trải nghiệm cuộc sống sau 30 năm ngày ra trường. Và đây chính là sự đoàn kết, nhất trí. Và tôi tin rằng đó là niềm vui, là trách nhiệm, là đoàn kết và cũng là truyền thống quý báu của quê hương Mỹ Tân anh hùng. Xin được trân trọng cảm ơn các em đã tổ chức một buổi hội ngộ hết sức có ý nghĩa, vui vẻ và chúc thành công. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các em. Xã Mỹ Tân chúng ta trên con đường phát triển cũng nhìn lại 30 năm đã có những thay đổi từ trường lớp, từ quê hương. Thế vào năm 2016, vinh dự cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Mỹ Tân được công nhận là xã nông thôn mới. Đến nay, chúng ta tiếp tục hành trình phát triển để làm thay đổi môi trường, cuộc sống, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, nhưng cũng chính là xây dựng quê hương chúng ta ngày một khang trang, tươi đẹp. Và năm 2023 là năm cực kỳ quan trọng đối với Đảng bộ, nhân dân xã Mỹ Tân. Chúng ta tiếp tục thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ. Và chúng ta đặt ra mục tiêu lớn trong năm 2023 là xây dựng thành công quê hương chúng ta là nông thôn mới nâng cao và xây dựng một số thôn kiểu mẫu. Trong rất nhiều năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Mỹ Tân luôn được đón nhận sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm, đặc biệt sự ủng hộ, nhất trí một lòng, đoàn kết của nhân dân trong công cuộc xây dựng quê Mỹ Tân đối với các công trình phúc lợi xã hội. Và bên cạnh đấy, chúng tôi ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm nhiệt thành và hỗ trợ rất nhiều về tinh thần vật chất của cả các thành viên trong hội đồng môn của chúng ta. Trong thời gian tới, tiếp tục trách nhiệm của địa phương làm sao chúng ta có cuộc sống bất hạnh phúc, xây dựng quê Mỹ Tân giàu đẹp, thì xin được kính mong sự dõi theo, quan tâm, hỗ trợ, động viên cả tinh thần vật chất của các thế hệ nhà giáo, của các em hội đồng môn khóa 8493. Rất mong các em có sự đóng góp chung tay với quê Mỹ Tân chúng ta để có những cơ sở hạ tầng tốt nhất, để có tinh thần vật chất và quê Mỹ Tân luôn đổi mới, giàu mạnh. Cuối cùng, thay mặt cho lãnh đạo địa phương, xin một lần nữa được trân trọng cảm ơn và tri ân các thầy giáo, cô giáo. Chúng tôi cũng là những thế hệ đã lớn lên trên quê hương và dưới mái trường này. Xin được kính chúc các thầy giáo, cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và vui với tuổi già, quan tâm thế hệ trẻ. Chúc các bạn hội đồng môn tiếp tục sự bền chặt, gắn kết và giúp đỡ nhau cuộc sống và ủng hộ hướng về quê hương Mỹ Tân yêu. Và thay mặt địa phương, chúng tôi có lãng hoa tươi thắm
xin được kính mời đại diện hội đồng môn chúng ta lên nhận hoa. Xin được kính mời các đồng chí trong thường trực đảng lãnh đạo địa phương lên tặng hoa. Một lần nữa xin được kính chúc các thầy giáo, cô giáo, các đại biểu và tất cả các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi họp mặt chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị và đại biểu, các thầy, các cô giáo, thưa các bạn, để giữ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường khóa 84-93 chúng ta hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng đại diện ban giám hiệu nhà trường trung học cơ sở và tiểu học nên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng mời bạn Ngọc Trang lên nhận hoa. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, nỗi nhớ thời học trò áo trắng được nhà thơ Hoàng Nhật Cầm viết trong bài Chiếc lá đầu tiên thật không bao giờ có thể quên. Em thấy không, tất cả đã xa rồi, trong tiếng thở của thời gian rất khẽ. Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế, hoa sông tím vào trong mắt lắm mê say. Trùng phượng hồng yêu dấu ấy rời tay, tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước. Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu, lời hát xin hát về trường cũ. Một lớp học bâng quâng màu xanh lục, sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm. Nỗi nhớ trong tim em nhớ về mẹ, nỗi nhớ bao giờ nhớ thế. Bạn có nhớ trường xưa nhớ lớp tên tôi? Bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ tên tôi? Một câu hỏi khiến bao trái tim chúng ta ngồi đây bồi hồi xao xuyến. Và ngày hôm nay trong tiết trời hân hoan được gặp lại thầy cô, gặp lại bạn bè trong nhiều năm xa cách, chúng ta lại gặp mặt tại ngôi trường thân yêu này để nhìn lại chặng đường 30 năm qua và cùng chính thức đến với lễ tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày ra trường hồi ngộ và tri ân. Chúng em luôn luôn nhớ và biết ơn các thầy cô đã cho chúng em tri thức, những ước mơ và mục đích của cuộc sống. Sau 30 năm xa cách, các cậu học trò của thầy cô năm nào nay đã có những bạn thành đạt trong cuộc sống nơi chính quê hương Mỹ Tân. Có những bạn thành công nơi đất khách, bạn là bác sĩ, bạn là tiến sĩ, bạn là doanh nhân, và có bạn đang là quân nhân bảo vệ tổ quốc. Tất cả những thành tựu đó là nhờ sự quan tâm, dạy dỗ của các thầy cô giáo. Và ngày hôm nay, chúng em cùng quy tụ về đây để gặp gỡ và tri ân các thầy cô giáo. Dù đi đâu và làm gì đi chăng nữa, thì những trái tim luôn hướng về quê hương để nói lên tất cả tình cảm và lòng biết ơn các thầy cô. Xin mời bạn Trần Phương Huy, Giám đốc Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số, Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC có đôi lời tri ân tới thầy cô. Xin mời bạn Trần Phương Huy. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các chị lãnh đạo địa phương, kính thưa các bạn. Hôm nay em thực sự xúc động khi gặp lại các thầy cô cùng các bạn có 30 năm xa cách. Đây là một dịp đặc biệt để chúng em có thể gửi tới các thầy cô lời tri ân và gặp các bạn để ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp của thời học sinh. Thay mặt các bạn, em xin phép gửi tới các thầy cô, các quý vị đại biểu, các bạn lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Ngay tại lúc này đây, em nhớ đến các thầy cô đã dạy dỗ chúng em rất nhiều thứ trong cuộc sống và trở thành những con người có ích cho xã hội. Em nhớ đến thầy Du dạy thể dục, thầy Quang dạy sinh, cô Hồi, thầy Hiếu hiệu trưởng cấp 1 và bố em, thầy Hùng hiệu trưởng cấp 2, cô Thanh, cô Oanh, cô Ngắn và rất nhiều các thầy cô khác nữa. Các thầy cô không chỉ dạy em kiến thức mà trên hết cả còn cho chúng em một tình yêu thương bao la không bờ bến. Em vẫn nhớ khi mỗi lần đi học trên con đường làng đầy đất và cánh đồng lúa rất là vàng, và trên con đê hữu hồng uốn lượn đầy nước vào những ngày mưa.
Và ngay cả trong những thời gian khó khăn của môi trường này, em đã dùng xô, dùng chậu, hứng nước, dột từ mái ngói khi trời mưa đổ xuống. Và những lúc vui chơi rất vui vẻ ngay tại sân trường này, dưới những cánh phượng hồng, rất là nô đùa, rất là vui vẻ. Tất cả những ký ức đó khiến chúng em luôn luôn ghi nhớ ở bên mình trong suốt cả quá trình làm việc và trưởng thành của mình. Đến bây giờ em ít tuổi hơn các bạn, em mới 45, các bạn hình như 46 tuổi rồi. Thì con gái lớn của em bây giờ cũng học, vào đại học rồi. Thì các bạn cũng nhiều, các bạn đã lên đông lên bảng. Thời gian thực ra trôi đi quá nhanh. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là tình yêu thương của thầy cô giáo đối với chúng em, cũng như là những kỷ niệm tốt đẹp của thầy học trò vẫn luôn luôn ở quanh đây. Và tại ngôi trường này, dù đã được khang trang rất nhiều, như đồng chí chủ tịch xã có nói, nhưng em vẫn luôn nhớ những hàng cây, những dãy trường học cũ, thậm chí là những ruộng rau muống các thầy cô giáo tăng ra. Cá nhân em có cơ hội làm việc với rất nhiều các bạn đối tác trong nước và quốc tế. Và em luôn tự hào em là một người học trường Mỹ Tân. Đối Việt Nam là rất dễ, đối quốc tế em phải giới thiệu thêm là trường Mỹ Tân cách Hà Nội 100 km về phía Nam. Em nghĩ là các bạn ngồi đây cũng rất tự hào mình là một con người học trường ở Mỹ Tân, tại một cái xã Mỹ Tân rất là đẹp đẽ như ngày hôm nay. Rất nhiều cảm xúc. Các bạn có bảo em là chuẩn bị kịch bản, thực ra em nghĩ gì? Alo. Ngày nay, thực ra là cá nhân em thì trưởng thành từ ngôi trường này, lên Hà Nội học và làm việc. Thực ra nó là một cái hành trình không dễ dàng, đầy khó khăn và rất nhiều thử thách. Nhưng những kiến thức ban đầu các thầy cô dạy chúng em luôn mang theo hành trang bên người. Và đấy là những cái động lực giúp em có thể tự tin để làm việc, học tập và làm việc. Và mỗi lần trở về quê hương, em như cảm thấy là một cái điều đó rất là có một cái tâm an trong tâm hồn của em. Thực sự rất là lần nào cũng vậy, cũng vậy. Quê hương chúng ta thì bây giờ là có rất nhiều những ngôi nhà đẹp, đường xá thì đã nông thôn mới đẹp, rất đẹp, nó không như ngày xưa nữa. Những cánh đồng ngô, những cánh đồng lạc thì bây giờ là những cánh đồng hoa, cung cấp hoa cho toàn thành phố Nam Định và những tỉnh miền Bắc. Không biết các bạn ngồi đây, các thầy cô có cảm giác được trong cái suy nghĩ của em không? Những buổi tối khi em về, em nhìn ra bãi bồi, nó là một bức tranh thiên nhiên cực kỳ hùng vĩ, cực kỳ đẹp của quê hương Mỹ Tân chúng ta. Lời cuối, em cũng xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thầy cô, đến các bạn. Vì không có thầy cô, không có các bạn, không có chúng em ngày hôm nay, chúng em sẽ lưu giữ mãi những kỷ niệm đẹp này trong tim của mình, trong suốt quãng đường sinh sống, trưởng thành và làm việc của mình. Em xin chúc các thầy cô, các bạn, các quý vị đại biểu có một ngày thật là hạnh phúc, vì chỉ có hạnh phúc mới mang chúng ta, mọi chúng ta một ý nghĩa trong cuộc sống. Em xin cảm ơn. Và ngay sau đây, em xin trân trọng kính mời thầy Đỗ Văn Phê, thay mặt cho những thầy cô giáo đã về hưu, có bó hoa tươi thắm nhất lên tặng cho hội khóa. Xin mời một bạn đại diện cho hội khóa lên tặng nhân nhận bó hoa. Vâng, xin chân thành cảm ơn các thầy các cô. Vâng, tiếp theo chương trình là bài hát kỷ niệm yêu thương với giọng ca của cô giáo Đinh Thị Bích Ngọc. Kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Tân. Kính thưa các quý thầy cô, nguyên là lãnh đạo và giáo viên
của trường phổ thông cơ sở Mỹ Tân và trường tiểu học, trường trung học cơ sở Mỹ Tân ngày nay qua các thời kỳ. Thưa toàn thể các em học sinh khóa 84-93, trước tiên tôi xin gửi tới các thầy cô giáo và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái nhất. Và sau đây xin phép các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo được nói với các em học sinh đôi lời. Lời thứ nhất, đó là lời cảm ơn. Cô cảm ơn tất cả các em đã tạo điều kiện cho các thầy cô giáo được gặp lại nhau như một buổi họp hội đồng, như lời cô hồi đã nói. Để các thầy cô giáo được trở lại với tuổi trẻ của mình. 30 năm, hoặc có khi hơn nữa, 35 năm, 40 năm, 50 năm. Các em hãy về đây không ông nọ, bà kia, không học hàm, địa vị. Hãy về đây với con người là bạn bè của nhau và với một cảm xúc là tình bạn học vô tư, trong sáng, hồn nhiên và mãi mãi được khắc ghi như một cái gì nguyên bản, trinh nguyên, đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Với tất cả ý nghĩa đó, cô xin hát tặng các em bài hát Kỷ niệm yêu thương. Bài hát tự biên của một thầy giáo học cùng khóa với cô ở trường đại học. Và cô nghĩ rằng là nó cũng sẽ rất phù hợp với các em trong buổi hội khóa ngày hôm nay. Trường xưa ơi, bạn xưa, sau nhiều năm xa cách về với trường, với bạn, với những kỷ niệm xưa. Xuân đi qua, hạ nói gì với gió, để lời trong cây cỏ ngọt ngào mãi yêu thương, suối tóc nào vẫn vương trên bài thơ viết vội, đôi mắt nào bối rối buồn. Miền ký ức
Vâng, xin chân thành cảm ơn tiếng hát của cô. Vâng, tiếp theo chương trình, kính mời cô Chu Thị Thành lên trình bày ca khúc Tâm Tình của Cô Giáo Nghỉ Hưu. Hôm nay tôi rất là vui được về đây để các em mở hội khóa. Điều này đầu tiên, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, chúc các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh thân yêu sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Vì vui quá cho nên là hôm nay tôi cũng mặt mũi xin hát bài hát Tâm tình nhà giáo nghỉ hưu. Cả cuộc đời chúng tôi hiến dâng cho sự nghiệp chồng người, cả tuổi trẻ chúng tôi bón chăm cho hoài tốt. Nhìn lấp lấp những em thơ được chắp cánh vút bay xa bốn phương trời tổ quốc bao la, lòng đã thấy những ước mơ từng phấn đấu những năm qua đến nay tuy đã giá từ bục giảng, lòng chúng tôi như thế trẻ ra dù băng nên giao lưu văn nghệ với chúng em ạ. Lời đầu tiên cho tôi xin được kính chúc sức khỏe tới các vị đại biểu khách quý, tới các thầy cô giáo và toàn thể học sinh yêu thương. Bao nhiêu cảm xúc các thầy, các cô giáo, các vị đại biểu và các em học sinh thể hiện từ nãy đến giờ. Riêng tôi, niềm xúc động này kéo dài từ hôm nhận được giấy mời. Bao nhiêu đêm thao thức, không ngủ được vì vui, vui lắm. Và sáng ngày hôm nay, còn tí nữa ngủ quên vì đêm thức. Lúc đầu thì các em học sinh bảo là cô ơi, cô hát bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân. Bài ấy ngày xưa thì tôi hát hay lắm. Một thời cô Oanh hát hay lắm. Nhưng hay lắm cũng không bằng các em hát ban nãy đâu. Và điều này chứng tỏ là con hơn cha là nhà có phúc. Cứ mỗi lần các em về thịnh trường lại thấy rất nhiều niềm vui. Và cô nhớ lại mỗi lần tiễn các em ra trường, cô lại cùng các em hát bài Cho Em Tất Cả Là Bác Hồ Chí Minh. Bài này tất cả các vị đại biểu cũng như các em học sinh đều thuộc. Cô mong rằng trong lúc cô hát thì toàn thể cùng cô giao lưu
để nhớ lại một thời trên bục giảng cô và các em đã cùng hát bài này. Vâng, xin được ạ. Vâng. Bài thơ có một nghề như thế, có một nghề bụi phấn bám đầy tay, người ta bảo có một nghề trong sạch nhất, có một nghề không trồng cây vào đất mà mang lại cho đời đầy hoa trái thơm, có một nghề rèn luyện cả đời người để mang lại sự tốt tươi cho thiên hạ, có một nghề thật đớn đau nghiệt ngã để mang cho đời những tài tử giai nhân, lặn lội cả đời nhà kém tơ ương cho loài người được khoác lụa vàng óng ả, có một nghề được bao khó khăn cao cả để rèn luyện cho đời những nguồn lực vô biên, có một nghề luôn đào tạo những thiên tài hiền cho đất nước được bình yên thịnh vượng, có một nghề luôn tạo niềm vui sướng cho bao người đạt sự nghiệp thăng hoa, có một nghề từ sáng đến chiều tà dạy dỗ học trò miệt mài không ngơi nghỉ, có một nghề ngay từ trong suy nghĩ nhận trọng trách nhiệm vụ với đời làm thầy của cả những bậc vĩ nhân, có một nghề cũng được lúc quên thân mang văn chữ gieo mầm nơi heo hút, có một nghề bỏ tiền lương mua giấy bút dạy các em thở sức mèo vạc vùng cao, suốt nắng hè thu cõng gió đông vào thổi gió mát rượu những ngày hè oi bức, có một nghề cứ mỗi khi thức giấc đã nghĩ nặng tình về thế hệ mai sau, nguyên khí quốc gia sẽ lắng đọng về đâu khi hiện tại không nuôi được trăm bọn, ôi trời đất giao cho đời trọng trách lớn, nghiệp mênh mang mà chức sắc lại còn con, ta luôn ước mong cho đất nước được vuông tròn thoát định họa vươn tay ươm rình rập, phải gắng xây một lâu đài vững chắc cho tổ quốc được yên vui, thế giới được thái bình, cho quê hương ta trong đó có mình được hưởng trọn vẹn vinh quang ấm no và hạnh phúc, nghề nhà giáo được vinh danh tiến bước cùng mọi nghề xây mực thước cho đời, cho thiên hạ mãi mãi xanh tươi, cho cuộc sống được đổi đời oanh liệt,
cho thế gian ai ai cũng nhận biết. Nghề giáo là thầy giúp đất nước được thăng hoa. Em xin hết ạ. Và sau đây là chương trình văn nghệ giao lưu với thầy cô. Xin kính mời bạn Thủy lên hát bài. Và tiếp theo chương trình giao lưu văn nghệ, em xin hát tặng quý vị đại biểu, thầy cô giáo và các bạn bài Mong ước kỷ niệm xưa. Bài hát Mỹ Tân quê hương em. Xin mời bạn Hoàng Vân.
mặt cho hội khóa lên đọc lời tâm thư của một cô giáo ở xa không về được. Xin mời bạn Phan Hồng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn, hôm nay chúng em kỷ niệm 30 năm ngày ra trường, mời tất cả các thầy cô ở xa ở gần, nhưng mà do vì điều kiện hoàn cảnh địa lý ở xa, cô giáo Xuyên ạ, cô giáo Xuyên dạy văn ạ, cô không về được, cô đã gửi một tâm thư gửi về để chúc tất cả các thầy cô cùng tất cả các bạn. Em xin thay mặt để em đọc thư chúc mừng của cô ạ. Các em yêu quý, cô rất xúc động và rất mừng, dù thời gian và không gian cách trở, nhưng các em vẫn nhớ tới cô. Rất tiếc rằng điều kiện không cho phép nên cô không về trường để hội tụ cùng với đồng nghiệp, với các em nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra trường của các em. Cô cảm ơn các em, chúc cuộc hội ngộ này đạt kết quả mỹ mãn với những kỷ niệm đáng nhớ. Nhân đây, cô gửi mấy lời thơ hay cho những lời chúc của mình tới các thầy, các cô và các em. 30 năm qua một chặng đường, đàn chim tung cánh xài bốn phương, nay về hội tụ nơi tổ ấm, thầy trò gặp lại thỏa nhớ thương. Chúc các thầy cô trong đời thường, qua sông gác mái về quê hương, sống vui, sống khỏe, sống trường thọ, bên đàn con cháu đầy yêu thương. Chúc các học trò trong đời thường, vững chèo chắc lái vượt sóng khơi, thành công thành đạt và toại nguyện, con giỏi chăm ngoan sáng nụ cười. Vâng, về dự chương trình gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày ra trường, tập thể chủ quán chúng em có bó hoa tươi thắm tặng hai nhà trường và các suất học bổng tặng quỹ khuyến học của hai trường nhằm khuyến khích động viên các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Xin trân trọng kính mời ban giám hiệu hai nhà trường trung học cơ sở và tiểu học lên nhận quà. Nối chương trình là chương trình tặng hoa cho các vị đại biểu và các thầy cô giáo ạ. Cô giáo đã dành tình cảm cho chúng em về đây dự chương trình trong ngày hôm nay. Xin mời bạn Phan Hồng. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, bao năm học dưới mái trường, thầy cô tiếp bước con đường tương lai. Thầy cô mang đến cho chúng em không chỉ có kiến thức mà còn có cả cách sống, cách làm người. Thầy cô đã dạy cho chúng em thấy được vẻ đẹp của tuổi thơ, của tuổi trẻ, của tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương đất nước. Hai chữ thầy cô bình dị mà vô cùng thiêng liêng ấy đã luôn khắc sâu trong ký ức và tâm hồn chúng em. Chúng em luôn ghi nhớ công ơn thầy cô, người đã chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò chúng em. Trong mỗi thành công, trong mỗi sự trưởng thành của chúng em đều ẩn hiện những sợi tóc bạc màu của các thầy, các cô. Thay mặt cho ban tổ chức hội khóa, em xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Tân, Ban giám hiệu nhà trường tiểu học Mỹ Tân đã tạo điều kiện cho khóa chúng em tổ chức buổi gặp mặt hôm nay. Chúng em xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các thầy giáo, cô giáo. Cảm ơn các bạn trong ban liên lạc
đã nhiệt tình chuẩn bị các nội dung cho buổi lễ đặc biệt. Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia cổ vũ, động viên về vật chất và tinh thần của các bạn cựu học sinh khóa học 1984-1993 đã góp phần vào sự thành công của buổi lễ kỷ niệm gặp mặt hội ngộ cảm động hôm nay. Em xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng các bạn dự bữa cơm thân mật chúc mừng 30 năm ngày ra trường của hội khóa chúng em và tiếp tục giao lưu tọa đàm. Em xin trân trọng cảm ơn và trân trọng kính mời.